À, kính chào quý vị và các bạn. Tại cái mảnh đất mà chúng tôi đang đứng ở đây, cha chánh xứ Anton Phạm Thế Hưng, giáo xứ Lạc Sơn sẽ có một cái dự án là tái lập lại một cái ngôi nhà nguyện, một ngôi thánh đường cho một cái giáo xứ Hữu Lễ mà trước đây cái nơi này đã từng là một cái nơi đời sống đạo Công giáo rất là sầm uất, có một giáo xứ Hữu Lễ rất là lớn ở nơi đây. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn để hiểu câu chuyện này. Cha Anton Phạm Thế Hưng sẽ kể cho chúng ta về cái lịch sử của cái vùng đất cũng như gắn liền với giáo xứ Hữu Lễ. Con kính mời cha. Cảm ơn cha. Kính thưa quý vị, quý cha và quý vị. Nơi đây trước đây năm 45 trở về trước thì đó là một cái giáo xứ rất là sầm uất, gọi là giáo xứ Hữu Lễ. Mà thời Đức cha Năng rồi sau này Đức cha già Thuyên Cao Phao-lô Cao Đình Thuyên đã từng làm việc ở đây. Nhưng mà cái giáo xứ đó từ khi thành lập cho đến khi mà bị tan biến là có được 24-28 năm. Thì khi năm 45 thì theo các cố và các cha kể lại thì lúc đó cái giáo xứ ở đây là một cái vùng quê đói nghèo. Năm 45 đói không thể mà sinh sống được, cho nên là bà con họ đã di dời vào miền Nam rồi đi khắp mọi nơi để kiếm sống. Và vì thế mà cái giáo dân nó ngày càng ít đi, và rồi chỉ có chừng hơn 10 gia đình ở lại nữa. Lúc đó thì các linh mục ở đây như là Đức Sơ Đức Cha Năng cũng đã đến giúp sự ở đây, thì là không thể sống được ở trên cái mảnh đất này, vừa là đói nghèo vừa là chính trị khó khăn. Cho nên từ đó mà cái giáo xứ Lễ nó bị mất, và sau đó ngôi nhà thờ được đưa về giáo xứ Dụ Thành để làm ngôi nhà sư ở đó. Còn cái vùng đất thì sau này ủy ban họ đã lấy lại để mà làm cái sân vận động của họ. Từ đó mà giáo xứ Hữu Lễ tức là mất, giáo xứ không còn danh sách ở trong giáo phận nữa. Nhưng mà từ cách đây 15 năm ở lại đây thì Đức cha Gia Thuyên đã tái lập lại cái giáo họ ở đây. Nhưng mà hiện nay thì giáo họ cũng chỉ là 15-16 gia đình ở rải rác trên hai xã Kỳ Bắc và Kỳ Xuân. Ước nguyện của giáo họ là muốn thành lập và muốn xây dựng một ngôi nhà nguyện để cho bà con có cái nơi mà làm việc thờ phượng. Vì hiện nay thì chúng tôi đang lầm lề trong một cái nhà phòng ngủ của một gia đình mà giáo dân ở đây rất là chật chội, rất là khó khăn. Và thì theo tôi biết là ở đây có một số giáo dân mà thời xưa ông bà là theo đạo, nhưng mà bây giờ thì ông bà chết thì con cái nó cũng bỏ đạo, là khoảng 5-70 gia đình ở rải rác xung quanh ở đây. Họ vẫn còn thờ tượng Chúa Đức Mẹ nhưng mà họ không còn đi nhà thờ vì là không có người đến để mà giúp họ. Cho nên là tôi nghĩ đây là một cái vùng truyền giáo, tái truyền giáo. Do đó mà tôi rất là mong ước, với tư cách của linh mục giáo xứ quản xứ thì tôi mong ước là cái giáo xứ Hữu Lễ sẽ được tái lập, ít nhất là thành một giáo họ trở lại để cho bà con có nơi thờ phượng, và để rồi từ đó mà chúng tôi có thể đến với những gia đình mà đã trước đây có đạo mà bây giờ họ bỏ, để giúp họ trở về với Chúa. Thì hôm nay có các cha thông dòng Chúa Cứu Thế đến với cái mảnh đất này, và tôi cũng rất là mong ước qua các cha, qua mang trang mạng tin mừng người nghèo, quý vị ân nhân thân nhân quý cha đây đó thương giúp đến cái hoàn cảnh của giáo họ chúng tôi, để bà con có được nơi thờ phượng và cũng là cái điểm tái truyền giáo cho những con người đã mang danh Kitô hữu nhưng bây giờ họ vì hoàn cảnh họ đã bỏ đạo từ lâu năm. Xin hết lòng cảm ơn quý cha và quý ân nhân. Ước mong để mà tái lập lại một cái giáo họ để cho đời sống của giáo dân đây được hồi sinh là mong ước của cha chánh xứ của giáo xứ Lạc Sơn, và ngài đang cai quản cái vùng đất thuộc cái giáo họ Hữu Lễ trước đây. Vậy cụ thể là công việc ở đây của cha dự định trong tương lai như thế nào cha? Hiện nay thì cái vùng đất mà của giáo xứ Hữu Lễ trước đây là bị chính quyền lấy để làm cái sân vận động của giáo xứ rồi. Nhưng mà một người giáo dân họ đã có một cái vùng đất này, họ đã cống hiến cho giáo họ hơn 1.000 mét vuông ở đây.
Và vừa rồi thì tôi đã xây bờ rào và bây giờ đang tìm kiếm cái nguồn vốn để đổ đất và mong rằng là sang năm tới nếu mà có điều kiện thì sẽ bỏ móng để xây cái ngôi nhà Nguyễn này. Dĩ nhiên là giáo họ ở đây rất là nghèo, về kinh tế họ cũng không có gì vì họ mò cua bắt ốc không làm được cái gì cả, đồng ruộng chỉ nhờ vào cái sự giúp đỡ của thân nhân ân nhân. Thì mong là quý vị thương đến những cái hoàn cảnh đặc biệt này. Cụ thể là nếu mà cứ ân nhân đóng góp thì họ sẽ đóng góp bằng cách nào, theo cái địa chỉ nào? Thì có hiện nay nếu mà quý vị ân nhân đóng góp qua các cha trong dòng gửi cụ thể trong tin mừng hoặc là qua cái tài khoản của tôi linh mục quản sứ thì rất là dễ, mà bây giờ thì rất là dễ cái vấn đề đó, nghĩa là quý ân nhân có cái lòng thì sẽ qua mạng truyền thông của tin mừng người nghèo thì sẽ giúp đời cho giáo họ ở đây. Vì cũng đây là một cái niềm ước mơ mà cách đây hơn 10 năm cả đức cha già Phaolô Cao Đình Thuyên cũng như bà con giáo dân là mong muốn, như cho đến bây giờ hơn 10 năm rồi vẫn còn phải lầm lệ trong một cái gian nhà rất là nhỏ bé chật hẹp. Với những cái khó khăn mà cha chánh xứ của giáo xứ Lạc Sơn cai quản cái giáo họ khu lệ này đã chia sẻ với chúng ta, thì ước mong cộng đồng những người yêu mến công cuộc truyền giáo cũng như những người lưu tâm đến cái mảnh đất vốn đã rất là nghèo khổ ở đây, xin quý vị hỗ trợ và đóng góp về cho cha xứ Anton Phạm Thế Hưng, chánh xứ của giáo xứ Lạc Sơn. Xin cảm ơn cha. Xin cảm ơn quý vị. Chúng ta vừa nói đến một cái giáo xứ hữu lệ trước đây đã thành lập 28 năm sau đó là vì nghèo đói họ di chuyển đi các vùng khác cho nên là giáo xứ bị xóa sổ. Và đây là cái vùng đất của giáo xứ hữu lệ mà năm 45 trở về trước là một cái giáo xứ rất là sầm uất, và anh chị em bà con thấy là cái sân vận động rất là mênh mông, đó là vùng đất của một giáo xứ. Thì sau khi mà giáo dân vì hoàn cảnh phải tha hương cầu thực rồi bỏ nhà ra đi, cho nên là vùng đất này xà họ lấy lại để cho các nhà dân vào đây ở, nhưng mà các nhà dân lương dân đến đây ở thì không thể ở được, và họ cuối cùng họ phải rời đi chỗ khác. Và có những người đi gặp thầy bói thì bảo là đây là cái vùng đất thiêng thánh cho nên là không thể ở được ở đây, do đó mà bây giờ họ chỉ để cái vùng đất trống, cũng nói là cái sân vận động nhưng cũng không có cái sinh hoạt làm cái gì ở trên đó, chỉ là nơi cái trâu bò ăn cỏ vậy cho nó có vậy thôi. Nhưng mà một vùng đất rất là đẹp của giáo xứ hữu lệ trước đây. Thì nhưng mà bây giờ thì cái gì là cái nó đã nằm ở trong tay chính quyền thì rất khó để có thể mà lấy lại vùng đất này. Nhưng mà quý vị đã thấy một vùng đất rất là đẹp nằm đến cái địa bàn cách đường một chỉ có 100 mét thôi, mà vùng đất rất là rộng. Đó là một giáo xứ hữu lệ từ năm 45 trở về trước, một giáo xứ rất thâm uất. Thì chúng tôi vừa làm quay cái ngôi nhà cái vùng đất ở dưới kia, đó là cái ước mơ bà con làm giáo làm cái ngôi nhà nguyện để cho bà con giáo giáo dân họ hữu lệ được trở lại với cái ít nhất là một giáo họ. Nhưng mà đó là cái ước mơ, còn đây thì chúng tôi chỉ để diễn tả cho quý vị thấy được là giáo hội của chúng ta trước đây có những cái nơi rất là tốt, có những cái vùng đất, những ngôi nhà thờ cho bà con sinh hoạt, mà vì hoàn cảnh đói nghèo cũng như là vì hoàn cảnh xã hội mà cuối cùng phải mất đất, mất nhà thờ. Và chúng tôi cũng rất là ước mong, nếu ước gì mà cái vùng đất này được lấy lại để cho giáo họ hữu lệ xây dựng ngôi nhà thờ này thì thật là tuyệt vời. Nhưng đó chỉ là cái ước mơ thôi, chứ chắc chắn rất là khó ở trong cái xã hội hôm nay. Xin giới thiệu để cho quý cha và quý vị biết, và cũng mong được cái sự ủng hộ cầu nguyện của quý vị. Xin cảm ơn.